Bây giờ thường sẽ chuyển qua đây mà chia sẻ một số những thông tin ở bậc ngày hôm nay. Thì các bạn thấy được đó là có một cái tài liệu làm cho nhiều người đột ngột lo lắng ngày hôm qua. Đó chính là Well Alert thì chia sẻ là có 6.800 Bitcoin di chuyển từ cái ví của sàn Malgox. Cái ví lạnh của sàn Malgox thì đương nhiên nhiều bạn rất là lo lắng tại vì đột ngột mà có số lượng lớn bitcoin di chuyển như vậy mà nhất là nhiều người biết là mau Gox đang lưu trữ rất là nhiều bitcoin họ lưu trữ tổng cộng ước tính bây giờ là 150.000 BTC thì để thuận trả về một bước nhưng mà nào mà không có hiểu chuyện đang xảy ra đó thì trước đây rất lâu có một cái sàn rất là lớn ở Nhật Bản có tên là MT Gox hay là sàn Mao Gox sàn này đó là được hình thành năm 2010 rất là lâu rồi những ngày đầu tiên của Bitcoin và bây giờ chúng ta biết tới sàn Binance, sàn Bybit, FTX vân vân. Thời điểm đó đó là tất cả những sàn này đều không có trên thị trường. Các bạn nên nhớ đó là những sàn như là Binance những sàn bây giờ là các bạn nghĩ là đã đồ sộ trong thị trường này đã chỉ thành lập trong vòng mấy năm nay mà thôi từ cuối năm 2017 tới bây giờ trước đó là không có những sàn như là thậm chí thời điểm này cũng không có sàn Coinbase luôn sàn MTGOX Nhật Bản là sàn Bitcoin lớn nhất không phải là sàn crypto lớn nhất tại vì thời điểm này đều có crypto đâu chỉ có bitcoin mà thôi duy nhất là bitcoin và lúc đó đó là tổng số lượng bitcoin giao dịch là 70% là nằm trên sàn MT Gox rồi nhưng mà đáng tiếc là có một cái cuộc tấn công đã xảy ra khiến cho cái sàn này đó bị đánh cắp đi một số lượng lớn btc ước tính là khoảng 840 ngàn btc đã bị lấy mất đi trên sàn Mar Gox này và sau đó năm 2014 họ đã khai phá sản nhưng mà trong cái số lượng là 840.000 BTC bị đánh cắp đó thì có một cái số lượng Bitcoin đã được uh, giữ lại. Có nghĩa là sẽ dùng cái số này để mà bồi thường sau khi bị đánh cắp đi là 740.000 Bitcoin đến từ những khách hàng. 100.000 còn lại là của sàn Malgox. Lúc đó đó ước tính là cái con số 840.000 BTC này chỉ đáng giá có 460 triệu mà thôi. Thường nói chỉ có tại vì con số này bây giờ cao hơn rất là nhiều và các bạn thấy được là ngay lúc đó đó thì cái đợt hát này đó 460 triệu là lớn nhất trong lịch sử và giá cả của BTC đã đi xuống một thời gian dài và hầu như rất nhiều người đã mất lòng tin với lại Bitcoin thời điểm đó thì trong con số bị đánh cắp này đó họ đã lấy lại được là 200 ngàn Bitcoin và 200 ngàn Bitcoin đó, đó 50.000 Bitcoin họ đã bán trước đây rồi Bây giờ họ còn lưu trữ lại là 150.000 Bitcoin Chờ ngày để mà trả cái số tiền này lại cho những người nạn nhân Mà cho tới bây giờ vẫn chưa có xảy ra đây là cái câu chuyện mà đã có cái tên nhiều năm rồi Thì năm nào cũng có người nói là lo sợ cái số lượng Bitcoin này trả cho những nạn nhân rồi sau đó họ đi xả số lượng Bitcoin này Tại vì 150.000 BTC đó đáng giá bây giờ là lên tới 6 tỷ đô la lận Các bạn nên nhớ nhìn lại thời điểm đó mà cái sàn này đó bị đánh cấp là 840.000 Bitcoin ước tính là 460 triệu Bây giờ đó chỉ có một phần tư của cái số lượng Bitcoin này còn lại mà thôi Mà một phần tư cái số lượng Bitcoin này bây giờ đã đáng giá lên tới là 6 tỷ rồi có thể nói được là nhiều nạn nhân đó vì lý do là họ không có nắm được cái số lượng bitcoin này tại vì nếu như mà họ có số lượng bitcoin này đó họ đã bán từ lâu rồi thì nghĩ là như vậy cho nên nhiều người bây giờ đó cái số lượng mà họ mất tính theo đô la đó bây giờ họ được trả lời còn nhiều hơn lúc đó rất là cao nữa các bạn thì được là từ năm 2014 tới bây giờ giá cả của bitcoin tăng biết là bao nhiêu rồi có thể nói được là những người này đó là những người ho đô lừa bất đắc dĩ nhưng mà tới bây giờ họ vẫn chưa có nhận được cái số tiền này đâu và cái Thông tin đến từ Well hôm xong qua đó là một cái tài liệu không có đúng Tại vì đó, tài liệu này là đến từ cái ví của cái hội đào F2 Pool Chứ không có phải là đến từ sàn Margox Có nghĩa là cái số lượng 6.800 BTC này đó uh, Mà được chia sẻ bởi Well Cái số lượng này á, là di chuyển từ cái ví của cái hội đào F2 Pool Giống như là thường vừa chia sẻ với các bạn Gần đây chúng ta có nhiều cái tài liệu cho thấy là cái số lượng... Uh, Bitcoin di chuyển trên những quý thị đạo đầu ngột tăng lên thì đây cũng là một dẫn chứng nhưng mà không phải là đến từ sàn Malgox nên cuối cùng đây là một cái thông tin sai mà thôi làm cho nhiều người cũng đỡ lo hơn Chúng ta không biết là khi nào cái số lượng 150.000 BTC này mới gọi đến cho những nạn nhân và không chỉ là Bitcoin đâu sẽ có Bitcoin Cash và Bitcoin SV thì nhiều bạn sẽ nói là năm 2010 tới năm 2014 thì làm gì có Bitcoin Cash và Bitcoin SV Cái điều các bạn nên nhớ đây đó là cái số lượng Bitcoin này sẽ nhận được những cái fork có nghĩa là nhận được Bitcoin Cash, Bitcoin SV và tất cả những cái fork từ đó tới bây giờ cho nên sẽ có cái số lượng tương đương BSC và BCH sẽ được bán ra và thuận nơi thì không có lo ngại về cái số lượng Bitcoin này bán ra sẽ làm ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường đâu tôi nghĩ là có rất nhiều những cái đơn vị lớn bây giờ đó họ cần mua số lượng lớn BTC cái số lượng BTC này có thể là được thu mua bởi những sàn OTC, những sàn ngoài đó thì sẽ không ảnh hưởng đến giá Thuận thì nghĩ là như vậy nhưng mà đây là thông tin liên quan tới Mt. Gox mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thông tin cuối cùng là vẫn chưa có cái số lượng Bitcoin di chuyển khỏi cái ví của Mt. Gox. Chỉ là Weller chia sẻ sai mà thôi. Đây là cái ví của f 2 các bạn nghĩ là giá của BTC sau này sẽ là bao nhiêu? Có thể nhiều bạn nói là 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn. À, thì các bạn thấy được làm những con số đó đối với lại công ty Vanex chỉ là con số nhỏ mà thôi tại vì Vanex nói là BTC đó có thể lên tới cái mức giá là 4,8 triệu đô la cho một đồng Bitcoin thì tại sao họ lại nghĩ là Bitcoin sau này đáng giá như vậy thì họ chia sẻ bên dưới này thật ra đó những bài báo thì họ thích đưa con số 4,8 triệu nhưng mà con số thực sự được nói đến là họ nghĩ là giá của BTC có thể là từ phạm vi 1,3 triệu cho đến 4,8 triệu một vài triệu, bốn tám triệu thì cái phạm vi này cũng rất là lớn nhưng mà tại sao họ lại nghĩ như vậy họ nghĩ đó là chỉ có thể mà thôi nếu như mà bitcoin trở thành một cái đơn vị tài sản được lưu trữ bởi thế giới có nghĩa là bây giờ đó tài sản lưu trữ của những quốc gia là gì tài sản lưu trữ của những quốc gia đó là đồng đô la là chính rồi sau đó chúng ta cũng nghe nói tới đồng yen của nhật bản và vàng đương nhiên đây là ba thứ mà những cái ngân hàng trung ương lưu trữ bây giờ đồng đô la đồng euro đồng yen và vàng thì vàng X do là sau này đó sẽ có nhiều quốc gia thay vì đó là họ chỉ lưu trữ đồng yên, đồng euro, đồng đô la và vàng thì họ có thể là đa dạng hóa hơn mà họ có thể là lưu trữ bitcoin và vì lý do đó đó sẽ dẫn đến là đẩy giá của BTC lên tới hàng triệu đô la thì các bạn nghĩ sao? các bạn có nghĩ là khả năng Bitcoin sẽ trở thành một cái gì đó được lưu trữ bởi ngân hàng trung ương hay là không Cái đó đó thì chúng ta nên hiểu là không chỉ riêng là về nát nói đâu Các bạn cũng đã nhớ là gần đây đó IMF, Ủy tiền tệ quốc tế cũng đã chia sẻ đó là đối với cái sự áp lực uh, của Hoa Kỳ và những nước phương Tây đó đàn áp cái uh, tài chính của nước nga và về cái việc liên quan tới vàng bị đóng băng à, của nước nga bị đóng băng về cái việc là bây giờ là nước nga bị cấm vận kinh tế thì không sử dụng đồng đô la được để mà giao dịch trên quốc tế đó thì sẽ là những cái động lực khiến cho là nhiều quốc gia sẽ nghĩ là lưu trữ vàng và USD không nó sẽ không có an toàn đâu khi mà có bất cứ một vấn đề nào xảy ra thì họ cần có một loại tài sản khác để mà đa dạng và cũng có thể dẫn đến là gì dẫn đến là những quốc gia này có thể suy nghĩ đến crypto và những đồng ổn định stable coins đây là cái tài liệu không phải được chia sẻ bởi những cái moon boy như là Vanek mà đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi IMF quỹ tiền tệ quốc tế và các bạn nên nhớ là IMF cũng là cái đơn vị mà bao nhiêu năm qua cho là bitcoin crypto không có giá trị bitcoin crypto là dùng trong những cái giao dịch nhỏ những giao dịch phạm pháp mà thôi không có bất cứ một giá trị nào không có uh, bất cứ một cái tương lai nào là một bong bóng tài chính nhưng mà bây giờ cũng là IMF nói là khả năng là những quốc gia sau khi mà nhìn thấy được những cái sự kiện xảy ra gần đây liên quan đến chính trị và có thể thấy được là cái số lượng vàng mình có thể bị đóng băng, mình có thể là bị cấm vận kinh tế và không sử dụng đồng đô la được, đồng euro được, đồng yen được. Thì không có lý do gì mà những cái quốc gia đó đó không có đa dạng hóa tài sản lưu trữ của họ và một phần đó sẽ là crypto. Đó là lời chia sẻ bởi IMF. Thì cũng dễ hiểu thôi các bạn thấy được là chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái công ty đó trước đây là hoàn toàn không quan tâm đến. Bây giờ đó họ đã bắt đầu là tham gia vào cung cấp dịch vụ lưu trữ tài sản cho khách hàng của họ liên quan đến crypto thì gần đây chúng ta cũng thấy là ngay cả ngân hàng Goldman Sachs cũng đã bắt đầu thử nghiệm trade option của Bitcoin và đối với cái đợt mà trade đó, đó thì cuối cùng Goldman Sachs đã nói là những gì mà các bạn thấy bây giờ đó là họ chỉ đang kiểm tra thị trường này mà thôi và đây là chỉ bước đầu tiên mà thôi Goldman Sachs sẽ mở rộng ra để mà cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho những cái khách hàng của họ nữa liên quan đến crypto và điều này thì điện điều mà chúng ta cũng thấy không gì gọi là lạ Những ngân hàng lớn như là các bạn thấy được là JP Morgan, Morgan Stanley Đều đã có những sản phẩm và đang tiến tới uh, trong thị trường crypto này Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là trong vòng 2 năm qua Thì có một cái phong trào đó chính là những cái công ty Họ đa dạng hóa cái lưu trữ tài sản của họ là bắt đầu lưu trữ Bitcoin Thì những công ty đó các bạn thấy được có rất là nhiều Chúng ta nói tới là công ty Michael strategy công ty Tesla, Marathon, công ty Square rất là nhiều như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và đây chỉ là những cái công ty mà họ thông báo mà thôi chứ còn có rất nhiều những công ty mà họ không có trên sàn giao dịch mà không có ở Hoa Kỳ thì họ có thể là âm thầm lưu trữ mà không cần phải thông báo thường thì nghĩ là cái danh sách những công ty bây giờ lưu trữ Bitcoin trong công ty đó rất là nhiều chứ không phải là chỉ bao nhiêu công ty này đâu nhưng mà các bạn thấy được là không có lý do gì mà những công ty bây giờ lưu trữ crypto trong ngân sách của họ những cái ngân hàng những cái công ty tài chính á, thì cũng cung cấp dịch vụ mà những quốc gia những cái ngân hàng trung mương lại không nghĩ đến đa dạng hóa đâu thường nghĩ là điều đó sẽ xảy ra nhưng mà điều đó có phải là sẽ dẫn đến giá của BTC lên tới là 4, mấy triệu hay không thì đương nhiên không ai biết được nhưng mà thường thì nghĩ đây là chuyện sớm muộn mà thôi và đặc biệt đó là các bạn thấy được là Michael strategy nghĩa là công ty phụ của Michael strategy đã có thể thành công dùng cái số lượng bitcoin trong ngân sách của mình để mà vay mượn ra 205 triệu và đương nhiên 205 triệu này đó thì Michael strategy nói là họ sẽ dùng cái số lượng tiền mượn này để mà đi mua bitcoin nhưng mà đương nhiên không phải công ty nào cũng bullish như là công ty Michael strategy nhưng mà ít ra điều này đã cũng cho thấy được là những công ty như là Tesla, cho những công ty khác đó mà đang lưu trữ Bitcoin bây giờ trong nhân sách đó, thì họ có thể dùng Bitcoin đó để làm gì? Để dùng làm thế chấp vay mượn tiền mặt ra khi mà cần thiết, chứ không có phải là họ cần phải bán Bitcoin của mình đâu. Đây cũng là một trong những cái dẫn chứng rất là tốt và có thể khiến cho mở đường cho nhiều công ty khác cũng làm cái việc tương tự và họ cảm thấy là an tâm hơn khi mà lưu trữ Bitcoin, tại vì họ có thể dùng Bitcoin của mình làm thế chấp nói tới dù mình không làm thế chấp thì thường chuyển qua để mà chia sẻ về Terra đi thì các bạn thấy được là gần đây Docon rất là nổi tiếng, được nhiều người nói đến, tại vì Dogecoin là người đứng đầu của Terra Labs và Docon thì chia sẻ là Terra sẽ mua lên tới là 3 tỷ đô la BTC và có thể lên tới là 10 tỷ tùy theo là cái tình hình cho phép nhưng mà 3 tỷ đô la BTC này đó là họ đã, đã bắt đầu mua rồi và họ mua cái số lượng Bitcoin này dùng để làm thế chấp để mà hỗ trợ đồng ổn định UST thì trong cái uh, cuộc phỏng vấn của Laura Shin thì Laura Shin là một trong những podcaster rất nổi tiếng thì Laura Shin hỏi một câu hỏi mà nhiều người cũng muốn biết đó chính là Dogecoin nó có lo ngại về cái vấn đề khi mà giá của BTC rớt hay là không đương nhiên các bạn dùng Bitcoin làm thế chấp để mà vay mượn tiền, các bạn dùng Bitcoin làm thế chấp để mà hỗ trợ cây đồng USD trên Terra Luna thì Lois xin nói là lỡ như mà giá BTC rớt, như là chúng ta thấy là trong vòng một năm qua thôi đã có hai lần Bitcoin rớt gần như là 50% hay là hơn 50% rồi. Cho nên cái việc là giá BTC rớt 50% là chuyện mà chúng ta thường thấy thì sẽ ảnh hưởng đến theo Luna và đồng USD như thế nào. Thực ra cái câu trả lời của Dogecoin thường cũng không có thực sự hiểu được. Tại vì Dogecoin nói là dài hạn đó, thì Dogecoin rất là đồng tin là giá của BTC chỉ tăng và tăng mà thôi. Nhưng mà ngắn hạn thì ra sao? nhưng mà Dukon nói là không có quan tâm uh, đến vấn đề này bây giờ nghĩa là thường vẫn chưa có rõ là UST và Terra sẽ có những cái chiến lược gì khi mà đồng Bitcoin rất giá nhưng mà nào mà biết thêm thì hãy comment ở bên dưới và còn hai thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là hai thông tin liên quan đến Cardano thì uh, chúng ta thấy được là mạng lưới Cardano đó càng ngày là càng mở rộng chỉ là bắt đầu mà thôi thì Pavia nói là bây giờ đó đã có 22.000 địa chỉ ví uh, lưu trữ cái land NFT có nghĩa là đất ở trong cái hệ Metaverse của Pavia là một cái hệ thống trên mạng lưới của Cardano có nghĩa là Cardano bây giờ đó cũng đã có một cái uh, hệ thống tương tự như là chúng ta nói tới uh, Decentraland hay là chúng ta nói tới Sandbox thì ở trên mạng lưới của Cardano cũng có land NFT đó chính là Pavia và còn khoảng chừng là 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện giữa ai? giữa Snoop Dogg và Charles Hoskinson của Cardano. Thì họ sẽ nói những gì chúng ta có thể hiểu là họ sẽ xoay quanh qua bên hệ thống của NFT. Tại vì đó những cái người mà nổi tiếng bây giờ đó thì rất là quan tâm đến NFT. Và đây là một trong những cái điều mà sẽ được nói đến trong cuộc phỏng vấn giữa Snoop Dogg và Charles Hutchinson. Cảm ơn thường muốn chia sẻ ở đây đó là mạng lưới của Cardano vẫn đang mở rộng, hệ sinh thái vẫn đang được hình thành. Cuối cùng chúng ta cũng đã bắt đầu thấy cái sự di chuyển rồi. Và đây là những cái thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong buổi chiều ngày thứ bảy hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và ngày mai đó thì tùy theo tình hình, nếu như mà không có gì đặc biệt thì Thùng sẽ không có video ngày mai tại vì ngày mai vẫn là cuối tuần ở Hoa Kỳ, là ngày chủ nhật. Thì nếu như không có video ngày mai thì Thùng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video ngày thứ hai tại Hoa Kỳ và một lần nữa thường rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này nhưng mà nào mà có muốn tìm hiểu thêm những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital như những dịch vụ đến từ những sàn như là Bybit, SnapX, FTX, AscendiX, Binance hay là Moon XBT thì các bạn có thể bấm vào cái link mình dưới cái video này cũng như là các bạn có thể tìm hiểu những dịch vụ gợi lấy lại như là Nexo và BlockFi và đương nhiên Crypto đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain trong đó chúng ta có những cái dịch vụ có nhiều cái ưu đãi đặc biệt như là các bạn có thể nhận được lên tới 10% giảm phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào sàn FTX thông qua link của Thuận Capital hay là nhận được bonus đến sân sàn Bybit khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital và các bạn có thể được giảm lên tới 20% các phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông link của Thuận Capital. Tất cả những thông tin chi tiết đều nằm bên dưới cái video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.